Xin chào các bạn, hôm nay Tuấn Dục sẽ gửi đến thông tin tuyển sinh của một trường đại học nằm ở tỉnh Quảng Ngãi. Đó là trường đại học Phạm Văn Đồng, mẹ trường DBQ. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 của nhà trường là 1.100 chỉ tiêu. Đối tượng tuyển sinh trong năm 2021 của nhà trường là tất cả các thí sinh tính tới thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, có đủ sức khỏe để học tập theo quy định, không vi phạm pháp luật. Phạm vi tuyển sinh của nhà trường là tuyển sinh trong cả nước, riêng các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên, chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ngãi. Trong năm 2021, nhà trường có các hình thức tuyển sinh gồm xét tuyển, kết hợp thi tuyển và xét tuyển. Đối với phương thức xét tuyển, chỉ áp dụng đối với bậc đại học, thực hiện tuyển sinh theo 3 phương án như sau. Phương án 1, xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, 30% trong tổng chỉ tiêu. Phương án 2, xét tuyển dựa vào học bạ trung học phổ thông, 65% trong tổng chỉ tiêu, gồm hai lựa chọn cụ thể như sau. Dựa vào điểm tổng kết 3 môn học theo tổ hợp xét tuyển của lớp 12, 40% chỉ tiêu, dựa vào điểm tổng kết 3 môn học theo tổ hợp môn xét tuyển của lớp 11, học kỳ 1 và của lớp 12, 25% trong tổng chỉ tiêu. Phương án 3, 5% trong tổng chỉ tiêu, xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng, ngành giáo dục mầm non hiện hành. Ngoài ra, nhà trường còn có quy định tuyển thẳng cụ thể cho các đối tượng khác nhau như sau. Thí sinh là người nước ngoài, đặc biệt là các bạn sinh viên người Lào, căn cứ vào quyết định cử đi học của Bộ Giáo dục và Thể thao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, kết quả học tập trung học phổ thông kết hợp với kết quả kiểm tra tiếng Việt, hiệu trưởng xem xét quyết định trúng tuyển nhập học. Đối với phương thức kết hợp thi tuyển và xét tuyển áp dụng đối với bậc cao đẳng ngành giáo dục mầm non, thực hiện theo phương án như sau. Phương án 1, xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, kết hợp điểm thi năng khiếu 30% trong tổng chỉ tiêu. Phương án 2, xét tuyển dựa vào điểm tổng kết 2 môn học theo tổ hợp môn xét tuyển của lớp 12, kết hợp điểm thi năng khiếu 70% trong tổng chỉ tiêu. Một số lưu ý nhỏ cho các bạn thí sinh khi tham gia dự thi môn năng khiếu tại trường. Các thí sinh phải dự thi môn năng khiếu tại trường Đại học Phạm Văn Đồng hoặc sử dụng kết quả thi năng khiếu do các cơ sở đào tạo đại học cao đẳng khác tổ chức thi. Trong năm 2021, nhà trường đào tạo 13 ngành ở bậc đại học và 1 ngành ở bậc cao đẳng, đó là giáo dục mầm non. Năm 2021, nhà trường có 10 tổ hợp môn xét tuyển. Thông tin liên hệ trường Đại học Phạm Văn Đồng, địa chỉ 509 Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Vừa rồi là những thông tin tuyển sinh của trường Đại học Phạm Văn Đồng. Nếu các bạn còn thắc mắc về thông tin tuyển sinh của trường nào thì đừng ngần ngại comment dưới phần bình luận. Nếu các bạn thấy clip rồi hay thì đừng quên để lại một like và share cũng như đăng ký kênh nhé.